Hello, xin chào tất cả anh em và mọi người nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình Hoàng đây anh em ơi. Ok anh em ạ, thì hôm nay mình lại vào con TTTC để gọi là chiến đấu anh em mình nhá. Cùng với đấy thì hôm nay cũng muốn lên video clip này. Thôi thì không anh em ạ, muốn lên video clip này để chia sẻ đến tất cả anh em và mọi người một cái gọi là công thức có thể gọi là tự tin bắt mọi dạng loạn cầu khác nhau anh em nhé. Ở trên con TTTC này thì anh em mình có thể gọi là tham khảo cái cách chơi này anh em nhé. Anh em cùng chờ đợi xem là ngày hôm nay cùng với đấy thì mình sẽ lụm được bao nhiêu mét đây anh em ơi. Tiếng đầu tiên thì cứ làm cái 3,5 mét cho nó kịch kim này xem là có bú không anh em nhé. Ok luôn, nhưng mà cái gì nữa anh em ạ, cầu này thì đánh nó cứ phải mắc sợ binh rồi anh em nhé. Nó cứ phải gọi là ok con dê thì thật sự mình chia sẻ với anh em khá là nhiều rồi. Đây là cái tựa game mình chơi con TDTC này, là một trong những mấy con mà để mà nói thì nó lại là hot trend nhất hiện nay đúng không anh em. Hot trend về cái độ cầu kèo cũng như là xu hướng cầu con này thì nó khá là đẹp anh em ạ. Cho nên là đánh cũng khá là sướng, xử lý cái vấn đề về nạp rút khá là nhanh. Cho nên là những anh em nào đam mê thì anh em cũng có thể tham khảo anh em và anh em chiến đấu con này khá là ổn áp anh em nhé. Tình hình đánh cái 1,2,5,10 này xem nó có lụng không anh em ơi. Ui dồi ôi, vẫn bẹt rồi anh em ạ. Không sao anh em ơi, thì cứ phải bình sở tĩnh anh em ạ. Tầm này thì cứ bẹt thôi anh em ạ. Cầu nó cũng dài rồi mà anh em. Cầu này thì cũng dài rồi, cho nên để bản thân mình đánh thì mình cứ tự tin mình bẻ thôi anh em ạ. Cầu tầm rơi vào tầm 8 phát rồi anh em nhá, thì cứ tự tin bẻ xem là tình hình nó như thế nào anh em ơi. Còn xong mình đã nút tay này, mình bú thêm 1-2 tay nữa đã anh em nhá, xong thì mình sẽ chia sẻ cho nó cuốn anh em ạ. Tầm này gọi là chia sẻ thì chưa chia sẻ được rồi, tầm này gọi là rách việc của anh em ơi. Thôi thì cứ nhẹ nhàng đã anh em ạ, cứ phải gọi là nhẹ nhàng bình tĩnh người đã anh em ơi. Tầm này để mà bảo thì vẫn chưa gọi là mở gọi là ra được cái tình hình nó ổn áp anh em ơi. Thì phát này 4,5 mét thì anh em cũng chờ đợi xem nào phát này mình có được lụm lúa không anh em nhé. Cứ gọi là chuẩn đét đèn đèn mà chơi thôi anh em ạ. Cầu kèo tầm này thì mình nghĩ là mình sẽ vẫn lụm tiếng này thôi, còn để mà gọi là có lãi lời thì cứ xem tình hình nó như thế nào đó. Anh em ơi, vẫn chưa nói chuyện điều gì. Ui giời ơi, rách việc luôn anh em ạ. Tự tin luôn. Phát này mà ăn thì là xong anh em ơi. Phát này mà ăn thì phát này bên này cũng xong. Thì anh em cùng chờ đợi mở bát của mình tiếng này anh em nhé. Mình thì mình tự tin rồi, còn để mà mở ra thì mình biết được lụm mất quá anh em ạ. Không sao, lại lụm tay này là lại về bờ ngay anh em ơi. Ok anh em ạ, cứ phải nét căng đét thì cho nó cẩn thận đúng không anh em. Liều thì ăn nhiều. Tôi nói lại là cái công thức cầu thì cái xu hướng cầu kèo con TDTC này nó cũng khá là dài anh em ạ. Cho nên là chỉ cần anh em đánh, anh em nhìn vào cái mặt cầu, anh em chưa vốn, anh em vào hợp lý là cái tỷ lệ anh em ăn đã rất là cao rồi. Nhưng mình thì mình bị lỗi mất 1-2 tay, nhưng mà sau về anh em thấy nó vẫn cứ phải gọi là ok đúng không anh em. Vẫn cứ phải gọi là nét luôn. Kiểu dạng nào thì anh em cứ áp dụng cho mình cái phương pháp gọi là bắt cầu theo cái lịch sử phiên anh em ạ. Mình thấy gọi là khá là ổn áp và khá là cầu này này. Cầu này là cầu đảo rồi anh em ạ. Thật sự với anh em, cầu này là cầu gọi là cầu đảo rồi anh em ạ, chứ không phải là cầu bình thường đâu. Cầu này là cầu gọi là giết người đấy anh em ạ. Nhưng mà không sao, tay này thì gãy hộ anh em nhá. Tay này thì xin nó gãy luôn anh em ạ. Cầu tầm này để mà nói một cái dạng cầu dài nhất chỉ chơi tầm 9-10 giây là đã là dài nhất rồi anh em ạ. Cho nên là mình bẻ là chuyện bình thường đúng không anh em. Từ đây từ 9 bẻ căng thì anh em phải nghe cũng như mình thôi anh em ạ. Thì bẻ là cái chuyện bình thường anh em ơi. Tầm này thì cứ phải bình tĩnh đã. Ok, tiếng này mà ăn thì là xong việc luôn anh em ạ. Thì anh em cùng chờ đợi xem là tiếng này của mình có được lụng không anh em nhé. Còn mình nghĩ là nó sẽ gãy thôi anh em ơi. Tại vì cầu kèo tầm này thì để mà nói thì nó quá là dài rồi anh em ạ, chứ không phải dài đâu anh em, quá là dài. Thì bắt này anh em cùng chờ đợi mở bát cùng mình tiếng này anh em nhé. 15m3 anh em ơi, xem nào gọi là cờ bú không anh em nhé. Ok chưa anh em, nó cứ phải gọi là rực rỡ luôn anh em ạ. Nét căng, thẳng căng có đầy bài anh em rồi, nó chắc chắn là bú mà anh em. Quan trọng anh em chơi, anh em phải biết vào những cái tiếng kết anh em hiểu không, thì nó mới có cái lợi nhuận, nó mới cao, nó mới ok. Còn đâu để mà nói thì bình thường đánh thì đôi khi mình bị gọi là cái cầu kèo nó không ra đúng mong muốn mình bị lỗi là chuyện bình thường rồi anh em ạ.
cho nên để chất chiêu anh em chơi cứ gọi là có vốn căng anh em vụt thì không lo cháy vốn, tại vì quả cầu TDTC này nó cũng khá là ổn anh em ơi. Tiếng này thì mình cấu rỉa, mình đánh dần dần nhẹ nhẹ, mình cấu rỉa lụm thêm 1-2 tiếng nữa thì mình cũng chuẩn bị mình nghỉ anh em ạ. Thì anh em cùng chờ đợi anh em nhá, xem là từ tầm này đến lúc nữa thì mình sẽ lụm được bao nhiêu để mình cũng đun kèo mình nghỉ đây anh em ơi. Cứ thế thôi anh em nhá, 8-60 anh em ạ, cũng để đôn sờ kèo để nghỉ thôi anh em ơi, xem nó có lụm không anh em nhé. 8-60 anh em ơi, 2 rồi 5 rồi. Ôi trời, lại quả cá hồi anh em ạ, nó lại cho mình ra quả cá hồi luôn mới đau. Thôi không sao anh em ạ, thua kèo này ta bày kèo khác, cốt là mình có cái lợi nhuận ok rồi là được rồi anh em ạ. Chắc là cũng chắc chiêu thì cũng 1-2 tiếng nữa thì cũng để đôn kèo thôi anh em ơi, chứ cũng không cố anh ạ. Nhiều khi cố quá lại thành quá cố anh em ơi. Cứ gọi là làm sao mình chơi thấy ok nhất là được anh em nhé. Tiếng này 1,5 mét xem nào có gọi là lụm không anh em ơi. Cứ thế thôi anh em ạ, xem nào có ia cấu không anh em nhé. 53 rồi, ok anh em ạ, tuyệt vời luôn anh em ơi. Mất cái 8 lốp làm lại cái cẩn thận luôn là lại ok ngay đúng không anh em ơi. Cứ thế thôi anh em ạ, gọi là cứ thế thôi anh em ơi. Trời, tiếng này bắt quả hồi nữa, vẫn bắt quả hồi đi anh em ơi. Vẫn bắt quả xỉu này, thì anh em cũng chờ đợi ra nó phát này mình có bú không anh em nhé. Cứ thế thôi anh em ơi, xem là có lụm không, 4-2-5 tiếng này cũng đôn kèo luôn anh em ạ. Còn cơ hội anh em ơi, tuyệt cả vời luôn anh em ơi. Quá là ok và tuyệt cả vời ở trên cái tựa game TDTC này, mình thấy mình trải nghiệm mình thấy khá là ngon anh em ơi. Cầu kèo khá là được anh em ạ. Thì anh em thấy video của mình hay thì đừng tiếc gì mình xin anh em. Chỉ có 1 like, 1 share, 1 đăng ký thôi mình hiện nhé. Còn giờ thì bye bye anh em, hẹn gặp lại tất cả anh em và mọi người video clip tiếp theo anh em nhé. À đấy, anh em có những người gọi là những cái thắc mắc gì anh em muốn mình giải đáp thì anh em có thể bình luận ở dưới video để mình có thể gọi là chia sẻ giải đáp tất cả những cái thắc mắc cho anh em nhé. Còn giờ thì bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em và mọi người ở những cái clip tiếp theo anh em nhé. Chào tạm biệt anh em.